Ok, xin chào anh em, lại là mình đây, mình là Minh Khang đến từ câu 68. Thì cũng giống như hàng tuần mà thôi, thì mình cũng sẽ cập nhật cho anh em những cái mà tin tức đang diễn biến trên thị trường trong tuần qua như thế nào, để mà anh em có thể nắm bắt được những cái thông tin mới nhất trên thị trường để thuận lợi hơn cho cái việc giao dịch của mình nha. Rồi, vậy thì mình sẽ không dài dòng nữa mà chúng ta hãy bắt đầu ngay vào cái video của tuần này thôi. Thì đối với mình thì trong tuần này anh em, trong tuần này là mình cảm thấy là đây là một tuần phải nói là nè. Mặc dù giá của chúng ta đã gặp một chút điều chỉnh khi mà trong 2 tuần vừa rồi đúng không? Anh em thấy là Bitcoin đã tăng lên khoảng là 47.000 đô nhưng mà sau đó là điều chỉnh xuống tầm dưới 44.000, và hiện tại đó, ngay tại cái thời điểm mình đang làm cái video này á, thì nó đang giao dịch khoảng là 43.700 đô ha. Rồi, thì mình nghĩ rằng đây cũng không phải là một cái vấn đề đó nó quá là tiêu cực đâu, tại vì sau 2 tuần tăng trưởng thì nó chỉ điều chỉnh lại một tí mà thôi. Chứ còn những cái phết hiện tại bây giờ chúng ta lại không thấy nó xuất hiện nhiều trên thị trường nữa. Ngoài cái việc mà anh em biết là trong thứ ba vừa rồi đó, tuần này đó thì Fed cũng đã lặp đi lặp lại cái vấn đề là sẽ tăng lãi suất đúng không? Sẽ tăng lãi suất. Và thay vì là 4 lần như hồi mà tháng 12 thì bây giờ có thể là trong năm nay sẽ tăng 7 lần. Thì cái đó là cái điều mà mình nghĩ rằng là thị trường cũng đã hấp thụ khá là nhiều rồi, nên em cũng đừng có lo lắng về cái vấn đề này ha. Thì cái gì lên cao quá giống kiểu là Bitcoin nó 2 tuần tăng trưởng thì bây giờ nó điều chỉnh tiếp để mà nó có thể nó tạo một cái động lực thanh khoản về những cái vùng đáy trước đây để mà nó có thể thiết lập một cái xu hướng tăng trưởng cho nó bền vững hơn, thì đó cũng là một cái tín hiệu rất là lành mạnh thôi anh em, chứ không có gì cả. Vậy thì tại sao mình nói trong tuần này lại là một tuần rất là tích cực với Bitcoin? Thì thứ nhất, bây giờ mình hãy xét về những cái dữ liệu on-chain và những cái dữ liệu thực tế trong tuần này nó đã diễn biến như thế nào ha. Thì giống như tuần trước đó, anh em thấy là những cái nguồn vốn của tổ chức, như mình đã đưa tin vào tuần trước ha, thì cái nguồn vốn đầu tư của tổ chức đó họ đã bắt đầu quay lại vào tuần trước rồi. Nó không chứng kiến những cái cảm thái thoái lui từ hồi mà đầu năm đến tháng 3 năm nay nữa. Đó, mà nó bắt đầu từ tuần trước ha, tức là các tổ chức họ đã bắt đầu họ đổ tiền lại vào rồi anh em. Và tuần trước thì cái nguồn tiền họ đổ vào đó thì nó lại cao nhất trong năm 2022 luôn. Thì trong tuần này đó, cái nguồn tiền lại tiếp tục được đổ vào anh em. Và nó chỉ sắp xỉ, mình nhớ không nhầm là tuần trước là nó là 192,5 triệu đó, thì tuần này là nó là 179,8 triệu ha. Và dường như là theo cái dữ liệu của CoinShares mà mình đang chia sẻ cho anh em đó, thì những cái nguồn vốn từ tổ chức này họ lại liên tục họ đổ vào cái thị trường của chúng ta, và hầu như là nó đến từ những cái quỹ của châu Âu anh em. Tại vì anh em thấy là bây giờ châu Âu nó giống như kiểu là nó không có phải là một cái khu vực mà nó quá là khắt khe với tiền mã hóa nữa, mà họ đang cởi mở ra những cái mà nó tích cực hơn, giống như là cái dự luật Mika đó anh em. Đó thì ban đầu là cấm những cái đồng coin thuộc về Proof of Work, nhưng mà bây giờ thì đã là không có cấm nữa rồi, và đã đang trong cái giai đoạn đàm phán để đưa ra những cái quyết định cuối cùng, thì không có cái đề xuất luật cấm đó nữa. Nên vì vậy là mình nghĩ rằng là cái việc mà pháp lý tại châu Âu thì bây giờ nó đã mở ra như vậy rồi, thì dĩ nhiên là các nguồn vốn từ tổ chức châu Âu họ sẽ bắt đầu họ đổ vào mạnh trên thị trường mà thôi. Thì đây cũng là một cái tín hiệu tích cực để cho chúng ta thấy được rằng là với cái giá Bitcoin hiện tại, với cái tình hình thị trường hiện tại mà các quỹ họ đã bắt đầu họ đổ tiền nhiều theo cái số liệu thống kê hàng tuần rồi đó, thì đó cũng là một cái tín hiệu vô cùng tích cực đối với thị trường của chúng ta ha. Nhưng mà khi mình xét về những cái dữ liệu on-chain trong vài ngày gần đây đi, thì để mình zoom lại cái cảnh này cho anh em xem, thì anh em thấy á, đây là cái dữ liệu net flow, tức là cái dòng tiền vào và ra. Thì nói một cách đơn giản thì đây tức là cái dòng tiền mà những cái nhà giao dịch, những cái nhà đầu tư họ rút Bitcoin ra khỏi sàn, họ đẩy Bitcoin ra khỏi sàn như thế nào. Thì anh em thấy ngay cái lúc mà vào tháng 3 này, đúng không, khi mà giá Bitcoin này, nó đã đâm xuống khoảng là 37-38 nghìn đô như thế này đó, thì chúng ta đã có một cái cây rút Bitcoin rất mạnh vào cái thời điểm này ha, đó là ngày 11 tháng 3. Thì cái điều này chứng tỏ rằng là sao? Chứng tỏ rằng là cái vùng giá mà 38, 39, 40 nghìn đô thì nó đã là được xác định là một cái vùng giá đáy của Bitcoin rồi. Đó, thì người ta khi mà Bitcoin nó rơi vào cái vùng giá này thì dĩ nhiên các nhà đầu tư họ sẽ rất là thèm muốn Bitcoin mà anh em. Và họ sẽ bắt đầu họ mua Bitcoin trên cái sàn giao dịch. Từ vì cái dữ liệu đó thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng là cái số lượng Bitcoin trên cái sàn giao dịch nó được rút mạnh vào cái thời điểm này, và sau đó thì nó đi ngang như vậy, nó vẫn cứ rút cứ nạp lên thôi. Nhưng mà vào cái thời điểm Bitcoin 47.000 đô thì chúng ta lại thấy là không, dường như là cái giai đoạn này nè, 47 46.000 đô này nè, thì nó lại không có một bất kỳ Bitcoin nào được đẩy lên sàn cả, và chỉ rút ra mà thôi. Nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại thì cũng đã có một khi là Bitcoin được đẩy nhẹ lên rồi. Thì đây chỉ là một cái quá trình cân bằng thôi. Mình nghĩ là nó không có quá là đáng kể đâu anh em. Đó, thì và cái điều mà nạp rút Bitcoin này đó thì tí hồi mình sẽ giải thích sau ha. Nhưng mà dựa vào cái dữ liệu mà hiện tại thì chúng ta thấy là cái việc nạp rút nó không có quá biến động với cái vùng giá hiện tại là 43.500 đô. Đó, thì bây giờ như mình đã nói đó, anh em cứ xác định đi. Và hồi nãy đúng không? Để mình reset lại cái này. Vì hồi nãy thì cái vùng giá mà 38, 39 nghìn đô đó thì dường như là đã chứng kiến một cái lực rút khá là mạnh, thì chúng ta cũng cũng có một cái kỳ vọng mà xác định là đây sẽ là cái vùng đáy, và Bitcoin sẽ tiếp tục giữ được cái
cái diễn biến hiện tại và sẽ không có rớt về cái vùng này nữa, để khiến cho toàn bộ thị trường altcoin bị đâm mạnh, rồi altcoin chia 2 chia 3 gì đó, gây một cái nỗi buồn rất là lớn đối với anh em nhà đầu tư chúng ta nữa. Và nó và sẽ tiếp tục duy sẽ tiếp tục theo một cái xu hướng này để mà cứ tiếp tục tăng trưởng mà thôi ha. Rồi, và về cái tình hình, xét về cái tình hình thợ đào thì nó lại mình dùng cái này, xét về cái tình hình thợ đào thì nó cũng đã có một cái số, một cái chuyển biến gọi là cũng khá là tiêu cực. Ở đây mình không thể nào mình nói tích cực được cả, thì cũng giống như cái đợt lần trước, tuần trước mình đã nói thôi, thì cái chỉ số MPI của thợ đào đó thì dường như là nó đang đi vào một cái vùng tiêu cực. Tức là họ, cái tâm lý của họ là bây giờ họ đang bán chứ họ không phải họ thu mua vào, họ tích trữ nữa. Thì cái dữ liệu này là cái dữ liệu miner reserve, tức là cái nguồn dự trữ của thợ đào. Khi mà anh em thấy á, cái nguồn dự trữ của thợ đào này nó tăng lên như vậy, tức là thợ đào họ không có muốn bán và họ chỉ đang tích lũy mà thôi. Thì chúng ta thấy á, là họ vào tháng 1 nè, để mình di chuyển cái này qua đây cho anh em dễ nhìn ha. Thì chúng ta có thể thấy là vào tháng 1 nè anh em, đó, hồi tháng 1 nó đi đến cả khoảng tháng 2, tháng 3 thì thợ đào tích lũy cực kỳ mạnh ở cái đoạn này. Nhưng bây giờ nó đang tiếp tục nó rơi xuống rồi, thì chứng tỏ rằng là thợ đào họ đang bán chứ không phải là họ thâu mua vào ha. Nhưng mà cái này đó là xét về tình hình thợ đào chung nha anh em. Nhưng mà về những cái công ty mà khai thác Bitcoin đó, thì anh em thấy bây giờ họ vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh cái việc hoạt động của họ. Ở đây mình nên xác định rõ ràng giữa việc là những cái thợ đào nhỏ lẻ, thợ đào chung cho toàn thế giới và những cái ông lớn trong ngành. Đó, mà ở đây mình nói một cách cụ thể hơn, tức là những cái ông lớn mà công ty khai thác Bitcoin mà được niêm yết trên sàn chứng khoán đó anh em. Thì vào cái dữ liệu ngày hôm qua thì anh em biết không? Tức là 20% cái hash rate, tức là 20% cái tỷ lệ mà tốc độ đào Bitcoin đó, thì bây giờ là đang thì bây giờ là cái thị phần 20% đó thì đang thuộc cái quyền kiểm soát của những cái công ty lớn về cái ngành khai thác được niêm yết trên sàn chứng khoán, và họ cam kết rằng họ sẽ tiếp tục mở rộng trong năm nay. Thì anh em cũng đã thấy là trong đầu năm 2022 thì cũng đã có rất nhiều cái ông lớn đó, ổng bỏ ra hàng tỷ đô để mà ổng mua những cái máy đào thế hệ mới, nào là của Bitmain nè, đó, nào là của xong rồi tiếp tục là ra cái chip Intel đó. Đó, một cái Intel thì dường như cũng là một cái công ty hàng đầu về nhà sản xuất chip đó anh em. Đó, thì họ cũng đã bắt đầu họ đặt hàng những cái đó rồi, và với một cái giá trị rất là lớn ha. Vì vậy chúng ta có thể thấy được rằng là cái này chỉ là một cái tâm lý nhất thời thôi anh em, chứ nó không phải là một cái gì đó, nó là một cái tâm lý chung ha. Nó là một cái tâm lý chung. Tại vì đối với cái vấn đề mà những thợ đào mà cá nhân riêng lẻ thì dĩ nhiên là mình nói tóm gọi là tư nhân đi, thì dĩ nhiên là họ cũng phải có một cái mặt trang bị, rồi họ phải chịu những cái gánh nặng như là về chi phí điện nè, về thiết bị đào nè, là cái việc mà họ xảy ra thì có vấn đề là vấn đề rất là dễ hiểu thôi. Nhưng mà xét trên một cái phương diện tổng thể chung thì mình nghĩ rằng là nó không có phải là một cái gì đó quá to tát. Nhưng mà dĩ nhiên rồi, tiêu cực thì nó vẫn là tiêu cực, chứ mình không thể nào mình nói như vậy để mà có thể an ủi anh em cả ha. Đó, rồi tiếp theo đó thì bằng những cái dữ liệu đó thì chúng ta hãy nhìn vào một cái bức tranh tổng thể hơn đi anh em. Thì ở đây anh em có thể thấy được rằng hồi nãy là mình chỉ gói gọn trong cái khoảng là cái việc nạp rút Bitcoin của các nhà giao dịch chỉ trong khoảng một tuần này thôi. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn về một cái bức tranh tổng thể theo tháng đó anh em. Thì anh em thấy đó là trong vòng tháng 3, tháng 4 này đó, thì anh em thấy là đã có khoảng là 96,2 nghìn BTC được rút ra khỏi các sàn giao dịch ha. Tức là chúng ta thống kê theo tháng đó anh em. Ha, anh em phải hiểu là thống kê theo tháng. Thì cái điều này, cái dữ liệu này nó phản ánh lên cái gì? Tức là anh em thấy là vào cái chu kỳ đó, vào những cái chu kỳ như là downtrend năm 2018-2019 nè, chúng ta không thấy bất kỳ một cái lượng BTC được rút ra tính theo tháng nào mà nó lớn đến như vậy. Cho đến khi chúng ta có một cái chu kỳ uptrend vào năm 2020 và năm 2021 đó ha, thì chúng ta đã thấy là cái việc mà BTC bị rút ra khỏi các sàn giao dịch theo tính theo tháng đó thì nó lại cực kỳ mạnh. Và đến thời điểm hiện tại đó thì cái dữ liệu trả về cho chúng ta là vào tháng 3 nè, đó thì nó cũng đang tương tự như vậy. Và lúc này anh em thấy á, thì cứ mỗi lần mà BTC tính theo tháng được rút ra như vậy á, thì nó đã di chuyển một cách rất là đột biến ngay sau đó ha. Thì đây cũng là một cái dấu hiệu cho chúng ta thấy được là chúng ta đang đứng ở một cái giai đoạn nào. Mặc dù BTC có chỉnh đó, mặc dù BTC có di chuyển một cách rất là trì trệ trong năm 2022, nhưng mà cái việc mà những nhà giao dịch họ rút ra cái dòng tiền BTC bị thoái lui khỏi các sàn giao dịch thì nó lại tăng mạnh. Mà anh em hãy xét một cái yếu tố nữa đó là vào trong những cái năm này đó anh em. Đó, và trong những cái năm này thì giá của BTC thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng là 20.000 đô, 30.000 đô, thậm chí là chỉ có 3.000 đô mà thôi. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy được rằng là BTC nó đang giao dịch ở 46,7 nghìn đô và thậm chí có lúc là 47 nghìn đô. Thì
cái việc rút ra khỏi sàn tính theo từng tháng này nó vẫn rất là mạnh anh em. Thì cái điều này nó chứng tỏ là ok, dù BTC có ở cái mức giá nào đi nữa thì cái sự thèm khát của các nhà đầu tư nó vẫn như vậy. Và tính đến nay đó thì hình như là trong tuần trước là đã có thêm đây, BTC nó đã cán mốc là 19 triệu BTC được khai thác rồi. Và chúng ta chỉ còn 2 triệu BTC nữa, và được dự kiến là sẽ được khai thác hết vào năm 2140 anh em. Nhưng mà dĩ nhiên rồi sẽ không có 21 triệu BTC được lưu hành trên toàn cầu đâu anh em. Tại vì sau những cái sự kiện như là những cái người mà họ đã bị mất đi đó vì những cái sự cố mà nó không có đáng có đó, thì họ cũng là đều là những cái tỷ phú đang nắm giữ rất nhiều BTC. Hoặc là có những cái trường hợp mà anh em thấy được rằng là những người họ đã mua BTC từ rất là lâu rồi nhưng mà bây giờ họ lại quên mã ví hay sao đó, thì chúng ta hãy trừ đi những cái khoản BTC bị đánh mất đó đó, thì dĩ nhiên là sẽ không có được trọn vẹn 21 triệu BTC được lưu hành trên toàn cầu, đúng không? Đó mà bây giờ với cái giá cũng khá cao như vậy rồi mà đã có mà được lưu thông khoảng là 19 triệu được đào ra rồi đó, nhưng mà người ta vẫn tích cực người ta mua, thì anh em hiểu được rằng đây là một cái động lực tăng giá cũng khá là mạnh anh em. Cũng khá là mạnh vào thời điểm hiện tại mà chúng ta có thể tin tưởng vào. Và một cái mặt khác, khi mà chúng ta nhìn vào những cái mức tăng trưởng của BTC kể từ năm 2014 đến nay á, mà tính theo từng tháng đó anh em, thì anh em thấy được rằng á là ok, tháng 3, tháng 2, tháng 1, bởi vì chúng ta đang ở tháng 4. Thì tháng 4 thì từ năm 2014 đến bây giờ thì dường như là nó hết chiếm khoảng là hơn 80% rồi. 80% là tháng 4 sẽ là một tháng rất là khởi sắc cho BTC. Vì vậy ok, chúng ta có thể có thêm một cái dữ liệu khác để mà có thể hy vọng rằng là trong tháng này một cái màu xanh tươi khác sẽ đến với BTC để mà có thể trên cái chặng đường hồi phục của mình, để mà có thể tiến tới, trước mắt á, là sẽ lấy lại cái vị thế tiến tới ATH 69.000 đô đã. Rồi cái chuyện mà BTC có đi tiếp hay không đó, thì đó thì chúng ta hãy cần quan sát sau ha anh em. Rồi, và một cái dữ liệu khác để mà cũng có thể củng cố cho một cái xu hướng phục hồi và tăng giá của BTC, thì anh em thấy đó, đây là một cái bức tranh ETF của Canada nha anh em. Thì anh em biết là Canada khác với Hoa Kỳ là họ đã triển khai những cái quỹ Bitcoin ETF từ rất là lâu rồi, từ hồi năm ngoái cơ anh em. Đó, nó có cả BTF giao ngay nữa cơ, chứ không phải giống như Hoa Kỳ mà chỉ có ETF tương lai không. Thì anh em biết là vào tháng 1 đó, khi mà Tổng thống Canada ông đưa ra một cái lệnh thuyết quân luật ở Canada về cái tình hình bất ổn chính trị đó, thì cái việc này thì bây giờ mình đưa tin cho anh em thì tại vì lúc đó là cũng ít ai để ý, nhưng mà mình cũng đã nói rồi, nhưng mà mình nghĩ rằng bây giờ mình xin nhắc lại để cho anh em có thể biết được rằng là cái tình hình chung nó như thế nào, không phải chỉ ở Mỹ không đâu em, không đâu anh em. Thì ở Canada thì vào cái lúc đó đây, vào tháng 1, tháng 2, thì ngay khi mà Tổng thống Canada ông thiết quân luật để mà có thể giảm thiểu cái tình trạng mà bạo động chính trị ở trong nước đó, thì anh em biết là cái nhu cầu của người Canada họ đổ vào, họ mua BTC rất là nhiều anh em. Đó, không chỉ là người Canada không, mà còn là những người ở những quốc gia khác nữa. Tại vì Canada họ có quá nhiều sản phẩm ưu việt để mà có thể trở thành một cái điểm đến để cho những nhà đầu tư nước ngoài họ đầu tư vào nữa. Và nhất là họ có cái Bitcoin ETF. Thì tính đến hiện tại anh em, thì bây giờ á, cái số lượng BTC á, cái số lượng Bitcoin mà những cái quỹ, tất cả các quỹ ETF của Canada nắm giữ, nó đã lập ETH rồi nè. Đó, nó là 69.052 bit được các quỹ ETF mà họ nắm giữ. Và anh em thấy cái mức độ tăng trưởng không? Cái mức độ tăng trưởng nó khá là kinh khủng, chỉ từ ngày 22 tháng 1 thôi đến thời điểm hiện tại nó đã tăng lên 10.5% rồi. Cái điều này chứng tỏ là tại sao? Tại vì họ phải mua để mà họ tạo ra một cái độ thanh khoản, một cái tiện lợi hơn dành cho những nhà đầu tư họ muốn đầu tư vào những cái sản phẩm ETF này. Đó, và đây cũng là một phần phản ánh để cho chúng ta biết được rằng là ok, có thể Hoa Kỳ không có, nhưng mà chúng tôi sẽ tìm một cái vùng đất khác để mà chúng tôi có thể đi vào những cái sản phẩm tiền mã hóa, đi vào Bitcoin bằng những cái vùng đất khác, thì chứng tỏ thêm một cái điều là cái độ khao khát của những cái nhà đầu tư tầm cỡ nha, tầm cỡ tổ chức hoặc là cá nhân, họ vẫn rất ham muốn để mà tiếp xúc trực tiếp với BTC. Đó, thì đây là một cái dữ liệu rất là đáng kể mà mình muốn lưu ý để mà đưa đến cho anh em ha. Rồi, và trong tuần này đó thì phải nói là khi chúng ta đi qua on-chain rồi thì chúng ta phải đề cập đến một cái vấn đề là mình phải gọi tuần này là một cái tuần siêu gọi vốn anh em. Đó, nếu mà chúng ta thấy được một cái bức tranh mà tháng 2, tháng 3 anh em thấy là nó trì trệ như vậy đúng không? Thì những cái thương vụ gọi vốn đó thì nó vẫn xảy ra đó, nhưng mà khi mà chúng ta kết hợp một tháng lại thì nó mới tạo ra một cái bức tranh tổng thể lớn. Nhưng mà đối với tháng 4 nè, mặc dù chúng ta chỉ mới đi qua cái tuần đầu tiên thôi đúng không, là tuần này nè, nhưng mà anh em thấy á, cái việc gọi vốn á, thì thực sự là nó khá là kinh khủng anh em. Đó, thì anh em thấy rất nhiều nền tảng đã gọi vốn trong tuần này và với cái giá trị rất là khủng luôn. Như chúng ta đã thấy ở đây thì anh em thấy là khởi điểm là Boba Network nè, đó là một cái giao thức Layer 2 đã gọi vốn. Sau đó
trong một tối thôi nha anh em, thì chúng ta cũng đã có Binance US gọi 200 triệu nè. Và Near, đó, Near, một cái con hàng mình nghĩ rằng là rất nhiều anh em thích con này, nó đã gọi vốn là 350 triệu. Thì trong đó thì chúng ta cũng có những cái nền tảng khác, như là những cái nền tảng mới nổi như là Layer Zero hoặc là SkyMavis. Đặc biệt là SkyMavis nè, thì họ đã gọi vốn hình như là 150 triệu đây, 150 triệu để mà họ bù lại một cái khoản tổn thất khi mà sau một cái vụ hack mà mình nghĩ rằng là nó cũng khá là chấn động đối với ngành crypto chúng ta. Thì họ gọi vốn này nhằm để mục đích là họ bồi thường đó anh em. Đó, họ bồi thường cho những cái nạn nhân mà bị vướng vào cái vụ hack đó. Thì ở đây anh em biết là mặc dù giá Bitcoin có điều chỉnh trong tuần này, nhưng mà chúng ta đã bắt đầu một cái tuần tháng 4 bằng những cái thương vụ gọi vốn cũng khá là khủng vừa rồi ha. Và thay vào đó đó, chúng ta cũng có một cái gì nữa, chúng ta cũng có một cái sự kiện mà mình nghĩ rằng đây là một cái sự kiện cũng khá là tâm điểm, đó chính là về Terra anh em. Terra đó thì anh em biết là Terra vào hồi tháng 1 thì họ có nói, họ đã chia sẻ cho cộng đồng rằng là cái việc mà bây giờ họ sẽ đặt một cái mục tiêu là họ sẽ bắt đầu họ mua Bit để mà họ có thể làm đó là một cái nguồn dự trữ để cho cái đồng stablecoin trong cái hệ sinh thái của họ là đồng UST đó anh em. Đó, thì ban đầu là Terra đặt ra một cái mục tiêu là ok sẽ mua từ từ thôi. Thì ban đầu là trước mắt là hoàn thành một cái việc mua là 3 tỷ đô BTC, nhưng mà sau đó thì Terra sẽ đặt một cái tham vọng cao hơn trong tương lai là sẽ mua 10 tỷ đô. Thì trong tuần rồi á, Terra đã bắt đáy thêm hơn 5.000 bit nha anh em. Đó, thêm hơn 5.000 bit và bắt đáy ở cái giá nào thì ở đây mình có dữ liệu để mà chia sẻ cho anh em cụ thể luôn. Đó chính là vào tầm cái khoảng mà BTC đạt khoảng là 45 46 nè, thì Terra đã chi ra khoảng là 230 triệu để mà có thể bắt hơn 5.000 bit. Ok, MicroStrategy thì giờ cũng giống như mình rồi, tại vì mỗi lần á mà MicroStrategy đăng một cái thông tin mua Bitcoin á thì anh em thấy là Bitcoin nó đâm ngay lập tức à. Đó, nó cũng y chang mình thôi chứ không khác gì cả. Ha. Thì cái động thái của Terra đó thì chỉ diễn ra sau một ngày, chỉ sau khi mà MicroStrategy ông CEO Michael Saylor đó ông nói rằng là ông mua thêm 190 triệu Bitcoin. Ngay lập tức đó giá của BTC đâm, nhưng mà một cái điều ngược lại đó thì anh em biết là trong cái tuần mà BTC phục hồi đó từ khoảng là tầm 40.000 đô lên 47.000 đô đó, thì hoàn toàn chủ yếu dựa vào cái máy bơm Terra này nè. Tại vì á trong hai tuần vừa rồi thì anh em biết là Terra có mỗi lần mà Terra nói mua Bitcoin hoặc là lên tuyên bố một cái gì đó về Bitcoin đó thì dĩ nhiên là Bitcoin sẽ phục hồi khá là mạnh. Nhưng mà ở trong tuần này bằng một cái việc bắt đáy là 230 triệu với hơn 5.000 Bitcoin đó thì dường như là Terra đã không có đỡ được cái vận đen của MicroStrategy rồi. Đó, bằng một cái diễn biến giá hiện tại thì chúng ta thấy được rằng là hơn 5.000 bit của Terra cũng không có giúp được BTC phục hồi lên. Đó, mà cứ đâm mãi như vậy thì chứng tỏ là cái vận đen của MicroStrategy nó khá là lớn anh em. Đó, vì vậy là cứ mỗi lần sau này đó anh em để ý là MicroStrategy mà thông báo mua cái gì thì chúng ta cũng hãy nên cân nhắc vào cái sự kiện này một tí. Đó, không, nhưng mà những điều mình nói vừa rồi thì chỉ vui thôi nha anh em, chứ còn về cái diễn biến giá thì chắc chắn là sẽ không ai biết trước được là Bitcoin nó sẽ như thế nào cả. Tại vì mình cho rằng đây cũng chỉ là những cái sự trùng hợp mà thôi ha. Rồi về cái việc mà Terra họ mua thêm 5.000 BTC như vậy thì vào cái thời điểm hiện tại thì Terra đang nắm bao nhiêu BTC, thì vào cái thời điểm hiện tại đó thì mình cũng đã đưa tin khá là rõ ràng cho anh em rồi, Terra đang nắm hơn là 1,6 tỷ BTC anh em. Và cái ước muốn của họ là họ sẽ hoàn thành một cái mục tiêu trước mắt là 3 tỷ BTC đã, và sau đó là tiến tới 10 tỷ BTC sau. Đó. Và chính CEO của Terra là ông Duan thì ông đã nói rằng là trong tương lai thì Terra sẽ đặt một cái tham vọng cực kỳ lớn, tức là một cái nền tảng, một cái đại diện mà sở hữu số lượng bit đó anh em, sở hữu số lượng bit lớn nhất thế giới và chỉ sau cha đẻ Satoshi Nakamoto mà thôi. Đó, thì cái điều này là một cái điều mình nghĩ rằng là đây cũng là một cái động thái để mà có thể mà dằn mặt MicroStrategy mà thôi. Tại vì ông này mới mua ngày hôm nay thì ông này lại bắt đầu ngày mai mua tiếp. Đó, tại vì bây giờ nếu mà nói về xét về cái độ chịu chi và cái độ mà về cái vị thế cá voi trên thị trường thì mình nghĩ rằng MicroStrategy thì đang đứng nhất rồi. Tại vì MicroStrategy đó anh em thì hiện tại thì đang sở hữu tới khoảng là gần 130.000 bit cơ, và cái giá trị họ nắm giữ là nó rơi vào tầm khoảng là 5,8-5,9 tỷ đô, tức là họ vẫn đang lời so với cái khoản đầu tư ban đầu của họ là 3,98 tỷ đô ha anh em. Rồi, và tiếp tục thì trong ngày hôm nay á, bằng cái việc trong ngày hôm nay là ngay sau mua hơn 5.000 bit BTC thì cũng trong sáng ngày hôm nay đó anh em, thì Terra cũng đã mua thêm 200 triệu AVAX anh em. Đó, thì đây là một cái mình nghĩ rằng đây là một cái cú bắt tay lần đầu tiên cho một cái thương vụ cũng khá là lớn này. Tại vì là Terra cũng đã mua cái số lượng token AVAX 200 triệu USD này để mà có thể bảo chứng cho đồng stablecoin USD luôn. Đó, thì dĩ nhiên rồi, Terra và cái tổ chức mà LFG của họ đó là cái Lunar Foundation Gold đó thì dường như là bây giờ đã là một cái gọi là một cái
thế lực rất là lớn ở trên thị trường rồi. Như anh em thấy thì trong tuần nào thì Terra đó, họ cũng bắt đầu họ đưa ra những cái thông tin mà mua cái này mua kia với những cái giá trị khủng để mà họ có thể bảo chứng cho cái đồng USDT của họ. Tại vì cái tham vọng đó, nên cái tham vọng của Terra là họ nói rằng là cái đồng USDT nó không chỉ là nằm trong cái hệ sinh thái Terra không, mà cái đồng USDT á, cái đồng stablecoin USDT của Terra đó thì nó sẽ còn vươn xa hơn nữa cái hệ sinh thái của Terra, nó sẽ đi đến nhiều cái hệ sinh thái khác, nhiều cái blockchain khác. Mà khi các nhà đầu tư đó họ đầu tư vào cái stablecoin Terra, cái stablecoin USDT đó, thì họ có cái gì cơ sở không? Họ có cái niềm tin cơ sở nào để mà đầu tư vào để khiến cho cái hệ sinh thái Terra ngày càng mở rộng hơn? Đó, tức là cái vấn đề bảo chứng đó anh em. Nhưng mà bây giờ đó, thực hiện mua Bit, thực hiện mua AVAX và những cái đồng coin mà nó khá là có uy tín cho thị trường rồi á, thì những cái nhà đầu tư họ nhìn vào đó thì họ cũng chờ nghĩ rằng là tại vì Bit bây giờ là đỉnh nhất thị trường rồi, thì họ nhìn vào cái kho bảo chứng USDT của Terra thì họ cũng tin tưởng phần nào. Và chính vì cái điều đó đó thì sẽ giúp nhà đầu tư có thể đầu tư vào đồng USDT đó và sẽ khiến cho Terra ngày càng lớn mạnh hơn nữa. Thì đó chính là lập luận của CEO One, đó cũng chính là cái mục tiêu chính để mà khiến cho Terra bắt đầu khởi động cái chiến dịch này, trở thành một cái cá voi thực thụ sở hữu Bitcoin để mà có thể bảo chứng cho đồng USDT. Thì về cái mối quan hệ giữa đồng USDT, cái mối quan hệ cộng sinh giữa đồng USDT và Terra đó, cũng như là cái cách vận hành đốt và cái cách vận hành min của nó đó, thì bên mình cũng đã có một bài viết khá là rõ ràng rồi. Nếu mà anh em nào muốn tìm hiểu sâu hơn về cái này thì anh em có thể vào bên trang của mình và anh em gõ trên đây nè anh em. Ở trên đây nó có phần tìm kiếm nè, anh em gõ Terra USDT thì nó sẽ ra thôi. Tại vì nếu mà mình nói trên đây thì nó cũng khá là dài rồi, và cái vấn đề đó nó cũng khá là phức tạp ha, nên anh em có thể tự mình thực hiện những cái thao tác mà mình vừa chia sẻ để mà có thể bổ sung thêm những cái kiến thức cho mình ha. Rồi thì dĩ nhiên á, chúng ta và dĩ nhiên về cái vấn đề Bitcoin đó, thì hồi nãy là những cái vấn đề về on-chain trong tuần rồi, nhưng mà vào thời điểm hiện tại này anh em, thì một cái dữ liệu mới nhất của bên Sentiment thì họ cũng mới đưa ra thôi, thì mình cũng xin chia sẻ luôn, đó chính là về cái việc mà khi mà giá Bitcoin đã rớt khoảng là 7,4% trong tuần này đó, đó thì nó cứ lưỡng lự ở cái mức gọi là 46-47, xong rồi nó rớt về tầm khoảng là 44-45, và giờ nó đang đi ngang như vậy. Thì trong ngày hôm nay đó, thì khi mà Bitcoin nó ở một cái mức giá là 43,6 này nè, đó thì chúng ta đã có một cái bước tiến khá là vượt bậc trong cái vấn đề gọi là cái khối lượng giao dịch của các cá voi ha anh em, của các cá voi. Thì ngay từ khi mà chúng ta đã có một cái cột khối lượng giao dịch tự nhiên nó đột biến như thế này, đó khi mà Bitcoin nó đang ở cái ngưỡng giá như thế này, thì chúng ta cũng đã thấy một cái sự hồi phục cũng khá là rõ ràng ha, cũng khá là rõ ràng. Tại vì ngày hôm qua là Bitcoin nó tầm khoảng là có lúc nó rơi vào khoảng tầm 43.000 đô cơ, nhưng mà hôm nay nó đã phục hồi dần dần lên rồi, dường như chạm ngưỡng là 44.000 rồi. Thì đây cũng là một cái dấu hiệu tiếp theo mà chúng ta cũng có thể biết rằng là với cái vùng giá này các cá voi họ đang hành động như thế nào, họ đã đẩy giao dịch như thế nào lên và họ đang làm gì, để mà chúng ta có thể hình dung một cái bức tranh nó rõ ràng hơn ha. Rồi thì hồi nãy chúng ta có gì, thì hồi nãy mình có nhắc đến NEAR đúng không? Rồi hồi nãy mình có nhắc đến NEAR, thì trong tuần rồi là họ đã raise thêm được là 350 triệu rồi. Thì bây giờ cái con này mình thấy anh em cũng quan tâm rất là nhiều. Thì trong sáng hôm nay chúng ta cũng đã có một cái tin đồn khác, đó chính là NEAR sắp list Coinbase. Thì dĩ nhiên thì nếu mà anh em nhìn vào cái portfolio cái mà những cái investor của NEAR thì chắc thì nó có Coinbase Venture trong đó. Thì cái việc list này đó thì cũng do một cái tài khoản Twitter thôi, một cái tài khoản Twitter của một cái ông. Thì ông nói rằng là cái tin đồn mà NEAR sắp list Coinbase này kia á, thì thật ra bây giờ nó chỉ dừng lại ở tin đồn thôi. Còn cái thông tin chính thức á, thì chúng ta cũng phải chờ để mà quan sát sau. Nhưng mà vì cái tin đồn này thì trong sáng hôm nay thì anh em thấy NEAR cũng đã tăng khá là ghê đúng không anh em? Đó, tăng lên có khoảng là 19 đô rồi. Đó, và cái việc tiếp theo đó chính là NEAR sẽ phát hành một cái stablecoin mới dành cho riêng hệ sinh thái của NEAR. Đó chính là về cái đồng USN. Thì cái việc mà phát hành stablecoin này thì nó cũng tương tự như cái mô hình như mình mới vừa nói hồi nãy, tức là cái mô hình giữa Terra và cái đồng stablecoin USDT thôi anh em. Nhưng mà cái mà chúng ta cần quan tâm tức là NEAR sẽ phát hành ra cái đồng stablecoin thuật toán này để mà có thể đẩy mạnh hơn nữa cái hệ sinh thái DeFi. Cái dấu hiệu này á, thì chúng ta hãy suy luận ra một cái gì? Cái dấu hiệu này chúng ta có thể suy luận ra là ok, có lẽ là những cái ông lớn bây giờ ông đã bắt đầu đẩy mạnh thêm cái hệ sinh thái của họ rồi, và nhất là cái lĩnh vực DeFi nữa, một cái lĩnh vực mà tuần trước mình nói là đây là một cái giai đoạn vô cùng trì trệ của DeFi. Từ khi mà Henry Grunche ông rời đi đó, ông để lại hình như là 20 cái dự án thuộc hệ sinh thái DeFi bơ vơ của bơ như vậy đó, thì nó cũng đã khiến cái ngành DeFi này trở nên cũng quá là thiếu cái độ hấp dẫn đi. Nhưng mà bây giờ đó,
Thì có lẽ đây là một cái động thái để mà một cái sự cạnh tranh giữa các stablecoin với nhau. Như anh em thấy trong tuần rồi, chúng ta có UST, chúng ta có Wave đúng không? Con Wave nó tăng trưởng rất là mạnh cùng với cái đồng stablecoin của nó. Rồi, và bây giờ chúng ta có Near nữa, cũng có một cái stablecoin của riêng mình. Thì những cái ông này đó, ông liên tục tung ra những cái đồng stablecoin như vậy để cạnh tranh với nhau. Và cái điều này nó sẽ tạo ra một cái sức hút rất lớn đối với cái ngành DeFi chúng ta. Tức là giống kiểu là mấy ông sẽ làm sống dậy anh em. Đó, có tiềm năng làm sống dậy cái ngành DeFi của chúng ta. Và đó cũng là một cái trend mà mình nghĩ rằng là anh em cũng nên lưu ý trong thời gian sắp tới ha. Tại vì DeFi thì nó cũng đã bị giống kiểu là bị đi cũng khá là lâu rồi anh em. Từ cái mà sự kiện DeFi Summer vào năm 2020 đó, thì đến bây giờ chúng ta vẫn chưa thấy một cái xu hướng DeFi nào trở lại cả. Và cái và chuyển tiếp theo là một cái xu hướng mà mình nghĩ rằng là nếu mà theo thường lệ đó anh em, thì bây giờ nhiều người sẽ nói rằng là khi mà Near phát triển một cách kinh khủng như vậy, rồi Terra như vậy, cùng với cái đồng stablecoin, cùng với cái đồng token gốc là Luna, rồi những cái mà hệ sinh thái khác họ cũng đang dần đổ tiền như vậy, thì trend nào sắp tới hay không? Cái xu hướng tiếp theo mà mình muốn gửi cho anh em đó chính là gì? Đó chính là Layer 2 đó. Tại vì anh em biết á, là vào cái thời kỳ thịnh vượng của Layer 2 hình như là vào năm ngoái đúng không, thì những cái thằng Layer 2 nó tăng trưởng rất là mạnh. Như là chúng ta thấy được là những cái thằng như là Loopring nè, đó chúng ta có Loopring, chúng ta có Polygon, chúng ta có rất nhiều những cái mạng khác đó. Nhưng mà mình cũng thấy là trong khoảng thời gian vừa qua thì Layer 2 nó lại không có nhiều cái chuyển biến. Nhưng mà trong cái giai đoạn mà thị trường nó đang như thế này nè anh em, trong giai đoạn thị trường đang như thế này, thì trong tuần qua chúng ta thấy được rằng là cái TVL của Layer 2 đó thì nó lại đạt đỉnh. Đó là cái dự kiện thứ nhất ha anh em. Đó, cái TVL tức là cái tổng giá trị được khóa lại trong cái giao thức Layer 2 đó, nó đã đạt đỉnh trong tuần rồi. Nó đạt đỉnh đó dường như là 7,6 tỷ đô ha anh em, 7,6 tỷ đô. Đó, nhưng mà lại ít ai quan tâm đến cái xu hướng Layer 2 như hiện tại. Thì trong cái bản mà hồi nãy mình có đưa cho anh em xem đó, là về cái hình thức race đó, thì chúng ta có ai? Chúng ta có Boba Network. Boba Network cũng là một cái giải pháp mở rộng Ethereum Layer 2 cũng khá là nổi bật trong thời gian vừa qua. Nhưng mà đến đầu tuần này thì họ mới raise được 45 triệu đó, để mà họ có thể tiếp tục mở rộng thêm nữa những cái giải pháp của họ, tối ưu thêm nữa những cái nền tảng của họ đem đến cho người dùng đó anh em. Và đồng thời thì chúng ta thấy là khi mà Boba Network họ raise như vậy, thì khi mà nhìn vào cái TVL, thì ở đây mình đang dùng dữ liệu của L2Bit ha, thì trong tuần rồi TVL của Layer 2 cũng đạt một cái đỉnh mới chưa từng có trong lịch sử luôn. Mà nhất là xét trong cái bối cảnh thị trường đang rất là trì trệ như vậy, mà TVL nó lại đạt đỉnh như vậy, thì chúng ta cũng cần nên lưu ý là tại sao nó lại đạt đỉnh như vậy ha. Đó, thì đó là cái vấn đề về TVL thôi. Nhưng mà về những vấn đề về các giao thức Layer 2 như là Boba, như là Loopring đó, như là Polygon, hoặc là những cái giao thức khác đó, OMG chẳng hạn, thì dường như nó lại chưa có tăng trưởng về mặt giá cả cho thị trường quá là nhiều. Nên đây cũng là một cái dự kiện mà anh em nên xem xét. Và một cái dự kiện tiếp theo đó chính là về cái hành trình hợp nhất của Ethereum. Đó, một cái sự kiện mà mình cho rằng là khá là trọng điểm đối với toàn bộ thị trường của chúng ta trong năm nay. Tức là Ethereum họ sẽ tiến lên Proof of Stake, và họ sẽ tiến lên một cái cơ chế đồng thuận hoàn toàn mới để đem đến loại bỏ những cái cũ đi, để đem đến một cái sự tối ưu hơn cho người dùng. Và cũng rất nhiều thông tin cho rằng là họ sẽ thân thiện hơn với môi trường, Ethereum sẽ thân thiện với môi trường nè, rồi phí sẽ giảm gì đó. Nhưng mà theo mình nghĩ rằng thì phí, về cái vấn đề phí thì ok, nó cũng sẽ giảm đó, nhưng mà chắc chắn là nó vẫn sẽ là một cái trở ngại khá là lớn đối với những người dùng Ethereum, nhất là những cái người mà họ chơi trong không gian DeFi, hoặc là họ sử dụng nhiều DApp mà có liên quan tới Ethereum. Tại vì anh em biết cái không gian mà DeFi bây giờ thì Ethereum dường như là chiếm có khoảng là 55% thị phần rồi, nên là cái điều á mà cái khối lượng giao dịch khá là nhiều và cái sự tắc nghẽn đó anh em, thì dĩ nhiên nó vẫn sẽ là một cái rào cản mà mình nghĩ rằng nó sẽ không giải quyết một số một chiều được. Mặc dù Ethereum có ra Ethereum 2.0 đó, và bây giờ nó đã được tách ra là lớp đồng thuận và lớp thực thi rồi đó anh em, thì mình nghĩ rằng Layer 2 nó vẫn sẽ đóng một cái vai trò cực kỳ quan trọng để mà có thể hỗ trợ Ethereum trong cái mảng này. Vì thế kết hợp hai dữ kiện vừa rồi, thì mình nghĩ rằng là đây cũng là một cái xu hướng tiếp theo, một cái xu hướng mà anh em nên để ý nha. Tại vì á, cái chu kỳ của thị trường này nó khá là nghịch đó anh em. Tức là những cái gì mà họ đưa tin về nó quá nhiều, những cái gì mà họ nói về nó quá nhiều, như anh em thấy mình vừa trình bày là Terra Near đó, và những cái gì mà họ đang bắt trend hiện tại, thì ok, khi mà nó đã ra trend rồi, khi mà nó đã được chắc quá nhiều rồi, thì mọi người mới biết đến nó, và lúc đó là giá của nó đã lên rồi anh em đó. Và những cái gì mà họ và những cái xu hướng còn lại, khi mà họ chưa có biết, hoặc là cộng đồng chưa nhắc quá nhiều, thì chúng ta hãy nên dự phóng và chúng ta xem nó là một cái cơ hội tiềm năng ha. Và đầu tiên là Layer 2. Thứ hai, một cái lĩnh vực khác mà mình cho rằng nó cũng đã quá là lâu rồi mà sẽ không ai nhắc đến hết, đó chính là Oracle. Thì tại sao á mình lại
nảy ra cái ý tưởng Oracle này. Tại vì anh em biết á, là trước khi làm video cho anh em thì mình cũng đã xem rất là kỹ về những cái xu hướng trong năm vừa rồi chúng ta có. Thì chúng ta có Web3, chúng ta có Blockchain Layer 1 khi mà liên tục thực hiện những cái gói incentive, những cái incentive program đó. Thì và rất nhiều xu hướng khác như Play to Earn. Nhưng mà anh em thấy cái lĩnh vực Oracle này á, thực sự là nó khá là quan trọng đối với cái ngành blockchain của chúng ta. Tại vì sao? Tại vì Oracle nó giống như là một cái nguồn cung cấp dữ liệu để chúng ta đưa những cái dữ liệu từ thế giới thực vào blockchain nha anh em. Nói một cách đơn giản thì anh em biết á, là giống kiểu là trước khi chúng ta xây một cái căn nhà đúng không? Trước khi chúng ta xây một cái dự án thì chúng ta không phải mà chúng ta đùng một phát chúng ta mua gạch, chúng ta mua sơn, chúng ta mua xi măng, chúng ta xây được liền. Mà chúng ta phải phác thảo anh em, chúng ta phải phác thảo rồi chúng ta đưa ra mô hình, chúng ta phải vẽ đó. Thì giống như kiểu Oracle này thì nó là một cái bước như vậy đó anh em. Nó là những cái để mà chúng ta có thể hình dung ra được. Đó, một cái bước giao chuyển tiếp để mà chúng ta có thể áp dụng vào. Tức là chúng ta phải có cái dữ liệu trên mô hình đúng không? Chúng ta phải có những cái dữ liệu thật để mà chúng ta có thể nhìn thấy thì chúng ta mới xây nhà được. Thì Oracle nó là một cái nút chuyển giao đó đó. Thì nó đóng một cái vai trò cực kỳ quan trọng anh em, nó không thể nào thiếu được cả. Nhưng mà anh em thấy á, trong năm, trong cái chu kỳ uptrend rồi trong kéo dài đến hiện tại luôn, thì Oracle nhưng người ta không nhắc quá nhiều nữa. Đó, thì dĩ nhiên khi mà những cái người ta không nhắc quá là nhiều thì chúng ta cũng phải nên để ý. Đó, tại vì khi mà không nhắc về nó, mọi người quên lãng nó hay sao đó. Nhưng mà chúng ta xét trên một cái điều kiện hiện tại là nó là đóng một cái vai trò gì, một cái vai trò quan trọng như thế nào đối với cái bức tranh tổng thể chung. Đó, nếu mà nó quan trọng nha, ở đây mình không nói đến những cái con mà người ta không nhắc mà nó là shitcoin hoặc là nó là những cái con low cap thì nó có cái mức độ rủi ro nguy hiểm hơn anh em. Nhưng mà những cái lĩnh vực mà nó đã đóng một vai trò gì như là một cái xương sống rồi, một cái xương sống trong cái thế giới tiền mã hóa này thì chúng ta cũng hãy nên cân nhắc. Và đó chính là Oracle ha. Thì anh em thấy là nó cứ dập dìu suốt một năm qua và đến hiện tại cũng chẳng ai nhắc về nó. Vì thế chúng ta vẫn cần lưu ý. Đó là cái gì thứ nhất ha. Và cái gì thứ hai là một cái con Oracle Chainlink đó anh em. Đó, thì ở đây mình không nói anh em Chainlink, mình không nói anh em mua Chainlink nha. Nhưng mà đang ví dụ thôi, mình đang ví dụ. Đó chính là về Chainlink. Thì mặc dù anh em thấy là giá của nó không tăng trưởng rất là nhiều, nhưng mà nếu mà anh em để ý một tí á, thì cái điểm này mình nghĩ rằng cũng ít người để ý luôn. Cũng ít người để ý lắm, nhưng mà nếu mà chúng ta để ý một tí á, thì trong cái khoảng thời gian vừa rồi đó thì đã có rất nhiều những cái tổ chức ngân hàng lớn họ nhắc về Chainlink anh em. Và nổi bật trong đó chính là ai? Nổi bật trong đó là mình cũng xin chia sẻ luôn, đó chính là về Bank of America. Thì đây là một cái ngân hàng lớn thứ hai ở Mỹ anh em. Ngân hàng lớn thứ hai ở Mỹ. Và trước đây á, cái ngân hàng này á, ổng từng chỉ trích Bitcoin rất là nhiều. Nhưng mà trong những tháng gần đây á, thì ổng liên tục nhắc về Bitcoin, ổng liên tục nhắc về Ethereum. Thì bất kỳ ngân hàng nào trên thế giới hoặc bất kỳ những cái tổ chức tài chính nào trên thế giới mà họ nhắc về hai cái đồng này cũng là điều dễ hiểu đó anh em. Tại vì nó là lớn rồi. Nhưng mà một cái điểm đặc biệt mình có thể nhận thấy ở đây là Bank of America họ không đá đập đến một cái đồng altcoin nào cả. Nhưng mà trong một cái report của họ vào tháng 2 đó anh em, mình tìm được, thì họ đã nhắc về Chainlink. Và họ nhắc về Chainlink và họ nhắc về cái lĩnh vực Oracle này khá là nhiều anh em. Đó, họ nhắc là một cái lĩnh vực Oracle này khá là nhiều. Vì thế chúng ta cũng hãy chú ý đến nó, chúng ta cũng hãy chú ý đến cái lĩnh vực này, nó có thể bùng nổ và tăng trưởng mạnh mẽ trở lại bất kỳ lúc nào nha anh em. Và một cái điểm nữa là khi anh em vào những cái con đầu thế này, anh em vào Twitter của nó đó, anh em thấy là dạo này á, nó bắt sang những cái dự án khá là nhiều và nó đã đưa tin connect, đưa tin partner với những cái dự án mà thuộc blockchain layer 1 khá là nhiều. Như ngày hôm qua mình thấy là Taylor cũng đã hình như là đi qua con 1 của Harmony rồi. Và UMA thì nó cũng có một cái trước đây mà chúng ta cũng từng bỏ sót, đó chính là UMA từng kết hợp với SpaceX nha anh em. Đó, SpaceX là cái công ty mà tên lửa của ông Elon Musk đó, rồi Chainlink, rồi ABI3, tức là cái lĩnh vực này đó nó vẫn hoạt động khá là tích cực cho đến hiện tại, nhưng mà ít ai chú ý về nó. Vì thế là mình cho rằng là đây cũng là một cái xu hướng mà anh em cần theo dõi tiếp theo ha. Rồi, và cái điểm cuối cùng mình muốn đưa trong cái video này đó chính là cái sự kiện Bitcoin, cái hội nghị Bitcoin 2022 đang diễn ra ha anh em. Thì đây cũng là một cái sự kiện tâm điểm mà đang diễn ra luôn. Thì nó cũng khá là có nhiều cái tuyên bố bất ngờ trong cái hội nghị Bitcoin 2022 này. Thì dành cho anh em mà chưa biết thì mỗi năm á, thì nó sẽ có một cái hội nghị Bitcoin thế này. Và đây được xem là cái sự kiện tiền mã hóa lớn nhất thế giới ha anh em. Cái sự kiện tiền mã hóa lớn nhất thế giới. Tại vì ở đây quy tụ rất nhiều anh em. Không chỉ là quy tụ những cái chuyên gia đầu ngành, không chỉ là quy tụ những cái nhà tỷ phú đầu tư vào cái lĩnh vực crypto này, mà còn quy tụ những cái nhân vật chính trị khác mà ủng hộ crypto từ những quốc gia khác nhau thôi. Thì cái tình hình diễn biến mới nhất thì mình cũng sẽ luôn cập nhật trên những bài viết cho anh em. Đó, thì cho đến sáng hôm nay thì chúng ta đã có một cái tin khá là bất ngờ, khi mà chúng ta có ba cái vị chính trị gia đứng đầu ở những cái quốc gia mà họ nói rằng là họ nói tuyên bố với khán giả là ok, chúng tôi đang xem xét
và có thể tích hợp Bitcoin làm tiền tệ thì đó chính là ba quốc gia nào? Thì đầu tiên chính là Honduras anh em, thì đây chỉ là một cái đảo trên Honduras thôi, đó là cái Prospera. Thì ông chủ tịch của cái thành phố Prospera này đó, thì ông nói rằng là ok, bây giờ đó thì cái vấn đề Bitcoin đã được hợp pháp hóa tại nơi đây rồi, và những cái nhà đầu tư mà đủ điều kiện, được các nhà đầu tư của Hoa Kỳ đó mà họ đủ điều kiện về tiềm lực tài chính thì họ cũng có thể đầu tư vào những cái trái phiếu mà của cái tổ chức của cái tổ chức Prospera Inc đó anh em. Đó thì cái hình thức hoạt động của cái trái phiếu của cái tổ chức này thì nó cũng tương tự như là cái hình thức trái phiếu của bên Bitcoin, của bên El Salvador mà thôi. Nhưng mà cái chúng ta cần quan tâm ở đây chính là đây là một cái tín hiệu đầu tiên mà ông đã đưa ra thông điệp cho toàn thế giới và toàn cầu rằng là ok, cái hòn đảo của tôi sẽ là một cái điểm đến tiếp theo để mà có thể đang trong cái quá trình để mà có thể tích hợp Bitcoin làm tiền tệ. Rồi, và trong hội nghị Bitcoin 2022 này thì chúng ta có một cái tỷ phú Salinas, thì ông là một cái tỷ phú giàu thứ ba của Mexico luôn. Thì ông cũng đã tiết lộ cái thông tin khá là chấn động rằng là bây giờ cái danh mục đầu tư thanh khoản của ông đó anh em, thì ông đang giữ tới là 60% cái việc đầu tư vào Bitcoin. Đó, thì đó là một cái thông tin mà mình nghĩ rằng cũng khá là bất ngờ khác tại hội nghị này. Và cái thông tin cuối cùng đó là một cái thông tin mà mình cho rằng nó cũng không có kém phần bất ngờ đâu anh em, đó chính là anh em biết Shopify đó. Shopify là một cái, thật sự là một ông lớn trong cái ngành thương mại điện tử của trên chúng ta, và ổng đã kết hợp với lại Stripe các anh em, kết hợp với lại Stripe, một cái nền tảng mà giúp cho cái việc thanh toán Bitcoin, thanh toán crypto trở nên dễ dàng hơn đó. Thì sao? Thì trong cái hội nghị Bitcoin 2022 này đó, thì chúng ta có CEO Jack Mallers của Stripe đó, thì ông cũng đã nói rằng là Stripe đã kết hợp với Shopify để mà có thể hỗ trợ Shopify tích hợp việc thanh toán Bitcoin trên cái nền tảng của họ. Thì đây là một thông tin khá là lớn nha anh em, tại vì đó anh em biết Shopify đó thì như thế nào rồi đó, cái mạng lưới thanh toán của họ khá là lớn, và bây giờ họ đã chấp nhận tích hợp thanh toán bằng Bitcoin dựa trên cái Lightning Network, tức là cái giải pháp mở rộng dành cho Bitcoin thông qua Stripe đó. Và một cái điểm nữa, tức là ngay khi mà CEO Jack Mallers đó, ông công bố là hợp tác với Stripe đó, thì ông cũng đã công bố thêm là ông cũng đã hợp tác với lại hai cái nhà cung cấp điểm bán hàng lẻ lớn nhất trên thế giới, đó chính là về Black Hole và NCR đó. Mà trong cái slide thuyết trình của ông đó anh em, thì chúng ta thấy đó, ông có nhắc về McDonald's, về Walmart, về Circle K, toàn là những gương mặt mà máu mặt trên thế giới không. Và một cái dữ kiện khác là Black Hole và NCR đó cũng là một trong những cái đối tác, những cái khách hàng mà cung cấp dịch vụ cho Starbucks, cho McDonald's. Vì vậy chúng ta không thể nào chúng ta bỏ được một cái giả thuyết được rằng là ok, nếu mà Shopify và Black Hole, NCR cũng đã hợp tác với Stripe thì mọi người đều có thể tích hợp thanh toán Bitcoin qua cái Lightning Network đúng không? Thì mà mặt khác nữa thì hai những cái đối tượng này họ lại là những cái khách hàng cung cấp những cái dịch vụ, những cái nền tảng cho những cái ông như là McDonald's, Starbucks, thì dĩ nhiên rồi, trong tương lai không gần thì chúng ta khả năng cao chúng ta cũng thấy được rằng là những cái ông lớn như thế này mấy ông cũng sẽ chấp tích hợp thanh toán Bitcoin mà thôi. Thì đó là một cái adoption mình nghĩ rằng là cũng khá là lớn trong cái sự kiện này. Và cái bài phát biểu của Jack Mallers khi mà ông đưa ra những cái thông tin khá là bất ngờ này á anh em, thì anh em biết á là ngay lập tức chúng ta có những cái gương mặt máu mặt khác trong cái thị trường crypto của chúng ta, như là Jack Dorsey, từng là cựu CEO của Twitter. Chúng ta có Palm, từng là một nhà sáng lập của Morgan Grid Digital, và chúng ta có nhà sáng lập CryptoBanner là ông Ray Newell nữa. Thì tất cả là đều khá là choáng ngợp đối với cái bài thuyết trình này của Jack Mallers, và dường như là ủng hộ hai tay hai chân luôn em. Đó thì đây là những cái diễn biến mới nhất mà xoay chuyện, mà nó tác động khá là lớn đến một cái làn sóng gọi là tiếp nhận và ứng dụng Bitcoin ngoài thực tiễn luôn. Đó ha. Nhưng mà đây là một cái sự kiện tâm điểm như vậy, nhưng mà dường như là tính về cái thời điểm hiện tại thì nó vẫn chưa có tác động khá là nhiều đối với giá Bitcoin anh em. Nhưng mà dù sao thì khi mà chúng ta tiếp nhận những cái thông tin thế này, chúng ta cũng đã thấy được rằng là Bitcoin và crypto nó đã đi được như thế nào rồi ha. Nó đã đi được vào những cái ông lớn truyền thống, mà đặc biệt đó chính là về những cái Shopify hoặc là Walmart hoặc là Circle K hoặc là những cái Starbucks, McDonald's. Thì mình nghĩ rằng là đó là một cái điều quá là tuyệt vời đối với chúng ta, để mà chúng ta có thể hy vọng rằng là trong một cái tương lai tươi sáng hơn, Bitcoin nó sẽ tiếp bước như thế nào nữa trong tương lai anh em. Rồi, ok, và mình nghĩ rằng là cái video này cũng khá là dài rồi, nên mình cũng xin kết thúc video tại đây. Mình rất cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp anh em ở tuần sau nha. Bye bye.